Dạ, kính chào tất cả quý khách hàng thân mến, thương mến, quý mến đã quay trở lại kênh Máy Hàng Em Quyền. Một lời đầu tiên cho phép mình chúc tất cả quý khách hàng nhân ngày Chủ nhật ngày 13, ngày mốt là mình đi chùa, bữa kia mình vẫn chơi bữa nữa nha quý khách. Rồi mình sẽ chuẩn bị tập trung vô làm việc. Hôm nay là ngày Chủ nhật ngày 13 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Thay mặt tất cả anh em ở kênh Máy Hàng Em Quyền gửi lời thăm hỏi đến tất cả quý khách hàng ở khắp mọi miền đất nước. Chúc tất cả quý khách hàng cũng như gia đình có một cái ngày nghỉ cuối tuần thật là an lành, an yên và hạnh phúc. Chúc quý khách trong năm mới vạn sự như ý, thành công, thành đạt và an khang thịnh vượng. Thì hôm nay là mình làm video này để cũng công bố về cái kỳ cuối cùng trong năm, kỳ cuối cùng của năm 2021 về cái phần trúng thưởng. Vì do Tết, cái kỳ cuối cùng nó lọt vô cái thứ bảy của cuối năm, cho nên là rồi lu bu Tết nhất, cho nên không có công bố được. Thì hôm nay nhân ngày Chủ nhật, ngày cũng khá tương đối là giải quyết được công việc gia đình và cũng như công việc trong công ty xong rồi, thì phải quay trở lại để công bố cái giải. Thì trước khi công bố giải thì mình cũng có một số cái những cái máy mà cũng còn cái nỗi buồn vương vấn của năm xưa, năm ngoái đó. Thì cũng vô trong cái chuyện dùng đỏ mà nhiều khi có nhiều quý khách đùa vui hoài. Thì có nhiều quý khách ví dụ suy nghĩ cho kỹ, nếu mà cảm thấy không tin tưởng mà không an tâm thì cũng đừng có phải quyết định cho thật chín chắn rồi hả đặt hàng. Nhưng mà cái điều đó thì cũng ít thôi, cũng rất ít. Mà trên đây là có ba cái máy là nỗi buồn của năm ngoái, là một là do Viettel, nó nhân viên Viettel nó chậm trễ hay là nó làm biến đi giao vậy đó, mà nó cũng đánh vô cái bill là sai địa chỉ, hoặc là nó ghi là gọi người mua không nghe máy. Đại loại là mình tạm thời mình không có nói khách hàng bơm hàng, nhưng mà tóm lại là đây là còn lại một con máy gì chưa biết luôn, để mình khui ra coi. Từ ở Châu Thành gửi về nè, không biết con gì. Chút mình khui ra rồi mình sell cho quý khách hàng luôn. Rồi chút xíu mình công bố cái vụ giải trúng thưởng sau nha quý khách. Còn đây là một con máy gì, con máy gì đây? Ở Hải Dương. Không biết là do nhân viên Viettel làm biến hay là do quý khách hàng đùa vui. Thì cho nên là trên màn hình của quý khách là sẽ có ba cái nỗi buồn mà mình sẽ giải quyết cho là mọi thứ trong năm 2022, năm Nhâm Dần này. Mình cầu mong, cầu nguyện làm sao để cho một số quý khách hàng thương mến đừng có đùa vui với mình nữa nha. Cân nhắc rồi kỹ, hoặc là mấy ông nhân viên Viettel cũng siêng năng lên chút xíu. Thì trên đây là có ba nỗi buồn mà quyết định sẽ sell theo kiểu của American Way, kiểu Mỹ luôn. Sale rẻ nhân dịp tháng Giêng đầu năm để quý khách có một thiết bị rẻ tiền để năm mới làm ra thật là nhiều tiền, bán rẻ để nỗi buồn cho nó qua hết đi. Đây là nỗi buồn của năm 2021 còn dương vấn với Covid nè. Rồi, và trên này mình sẽ có một con máy này là mic 250 loại lớn cũng sẽ sale. Đây là con mic của hãng Gia Xích có chữ luôn nè, có chữ welcome nè, cũng sale tại khách đem lại đổi con 250E, sale giá bèo luôn. Đây một con rì lăng sale giá bèo luôn. Rồi bắt đầu đầu tiên cho phép, tại vì mình phải giải quyết nỗi buồn đi rồi sau đó mình sẽ công bố cái niềm vui là trúng thưởng nha quý khách hàng nha. Sau khi cho nỗi buồn lên đường thì sẽ công bố niềm vui và sẽ mở tổ chức luôn trong đêm nay luôn. Vừa công bố trong video này sẽ là bán sale, công bố trúng thưởng và mở luôn giải máy hàng không đồng kỳ 1 của năm 2022. Mình tính kỳ 1 chưa mở mà. Chưa. Đây là kỳ 1 của năm 2022. Kỳ 1 hả? À kỳ 2. Tại vì kỳ 1 nó nằm trước Tết Nguyên Đán cho nên mình quên, xin lỗi khách. Đây là kỳ 2 rồi. Kỳ 2 của máy hàng không đồng năm 2022. Kỳ 1 là mình mở rồi, cũng nó là thuộc trong năm 22 nhưng mà nó trước Tết Nguyên Đán cho nên nhớ lộn. Rồi bây giờ không để dài dòng,
ấy lộn, dông dài, vô. Vô, 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 vô. Coi cái con này là con gì. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu luôn. Mình sẽ khui ra coi nó là cái gì trong này. Xeo tanh bành tới bẹ luôn. Đây. Đó, đi bị hồi hàng về. À, tiếng Việt thân thương nó gọi là bơm hàng đó quý khách. Ở trên mạng là táo mà gặp nhau cuối năm nó có nói về đề tài này nè. Bơm hàng. Đây, đây là một con máy mít. Ồ, con này ngon rồi ha. Máy mít. Có dùng khí, không dùng khí luôn. Thùng bọng đồ mốt, mốt miết gì nó banh chành tới bẻ hết rồi quý khách ơi. Đây nè, tình trạng của nó đây. Để mình coi nó còn cái gì. Quý khách có mua chắc mình phải đóng lại thôi chứ mút này banh chành hết rồi. Bu cục Việt theo nó vận chuyển kiểu gì banh chành tới bẻ hết rồi. Banh chành tới bẻ hết rồi quý khách ơi. Đây là vẫn còn sách, vẫn còn 10 cái bét, 3 cái chụp khí. Rồi bây giờ để thử coi nó còn sống hay nó chết nữa, rồi còn cái gì nữa, xeo luôn cho rồi. Test thử nó chạy mới xeo ra đây, còn nguyên cuộn dây luôn. Dây lắp sẵn cho khách hàng luôn mà không nhận luôn nè. Con này cứ gần cắm điện, hàng thử là xeo. Bây giờ đầu tiên là máy này là máy đa năng nha. Chức năng đầu tiên là chức năng gì đây? Liptic. Chức năng hàng que. Chức năng có dùng khí 8 gem. Không dùng khí 8 gem và không dùng khí 1 ly. Bây giờ đầu tiên mình sẽ thử que và mình thử mít. Rồi sau đó mình sẽ seal luôn giá bèo luôn. Gắn kèm hàng que vô. Ở đâu mà còn sót con này nữa không biết. Kèm hàng gắn vô dấu cộng. Rồi, kẹp mát gắn vào dấu trừ. Ủa sao trời sập tối, cái đèn bên kia tự nhiên tắt que rồi kìa. Nè, bây giờ quý khách coi kỹ phụ kiện, mình test máy chạy cái mình đọc giá bèo luôn nha. Kẹp mát gắn vô cây y này. Kẹp mát gắn đây. Kẹp vô cây y này luôn. Đũa hàng. Quất cái đũa hàng. Lấy một cái nón. Rồi. Chỉ cần hàng thử mà nó ok là quý khách đọc giá luôn nha. Không biết sống chết nhưng mà cứ hàng đi. Phụ kiện là có kìm hàng. Kìm hàng đây. Kẹp mát đây. Súng hàng mít dính liền nha quý khách à. Nhưng mà nó có hàng có khí được nha. Rồi bây giờ mình test thử cái chức năng hàng que trước đi. Ồ hên quá chạy rồi. Gì vậy? Xét quá cái này xét quá. Rồi ok. Này inox. Rồi ok. Rồi được rồi, hàng que quá tốt rồi. Bây giờ chuyển qua mít bóp cò hàng que luôn. Hay là hàng mít luôn cũng được. Bây giờ chuyển ấy, nó tự động nó hàng luôn nội. Ấn thiệt. Thôi bây giờ sẽ chuyển qua mít đi cho nó đừng có tự động nữa. Mít không dùng khí, ly. Bỏ này xuống, kẹp mát, giờ mình chuyển qua bên dấu trừ. Test luôn cái chức năng mít cái rồi sell luôn nha quý khách. Giá rẻ bèo luôn á. Bỏ kèm hàng que xuống. Bỏ cái kèm hàng que xuống. Gắn cái kẹp mát vô. Kẹp mát bây giờ mình sẽ gắn vô dấu cộng. Rồi. Cái dây chuyển đổi mình gắn qua dấu trừ cái. Bán sale sale chứ không phải có trách nhiệm với quý khách hàng chứ đâu đó. Để máy mà không có chạy mà đi sale được. Đây dây lú đầu ra sẵn luôn rồi nè. Giờ chỉnh. Bên này là chỉnh gì đây? Hết nhớ rồi. Bên này gì vậy? Chiếu đọc giùm anh đi. Này von hay ampe à? Bên này von đúng không? Rồi von lên miếng đi. Rồi ampe lên miếng rồi hàng luôn thử cái coi. Hả được cái là sale liền nha quý khách. Quất lên đây phát này, hàng đồ dày luôn nè. Rồi quá ngon rồi, hàng luôn. Mạnh quá. Mạnh quá, giảm lửa lên chút xíu. Sao kỳ vậy? Đang dướng gì đây? Rồi ok rồi. Coi nó gài dây ở đây đàng hoàng chưa? Rồi,
Xong. Quất khoét cái xeo nè. Rồi, nó do nó xét quá quý khách, lên miếng vo nè. Quá ngon rồi. Rồi, con này đang chạy tốt, que mít đầy đủ hết chức năng, bán giá 1.800.000, không cần suy nghĩ nhiều nữa. Đợt trước anh bán xeo nhiêu con này ta quên rồi. Thôi, không cần quan tâm luôn, quý khách ơi, kiểu Mỹ luôn rồi. 1.800.000 một con máy mà hàng mít. Thôi quyết định luôn đi, bán 1.600.000 luôn á. Là 1.600.000 mà quý khách có được vừa mít vừa que vừa có khí vừa không khí luôn, 1.600.000. Giải tán cho xuống đóng gói giùm anh đi. Đây nè, lắp lại lần nữa quý coi nè, kèm hàng, kẹp mát. Nè đầy đủ nha. Đây kèm hàng kẹp mát đầy đủ. 1.600.000. Có một cuộn dây luôn nè, nội cuộn dây này giờ 130.000 rồi nè. Thấy không? Thấy không? Tắt nguồn đem dẹp xuống mà anh, đây là cuộn dây không dùng khí nè. 1 ly. Rồi, đem dẹp xuống giùm anh. Tóc hành luôn đi, giúp anh cái đi đòn ơi. Rồi, dọn từ từ vô đi cho nó gọn luôn đi nè. Đây nè, quý khách nhìn lại lần nữa cho lẹ nè. Rồi, một cái máy hàng, súng hàng, kèm hàng, kèm mát đầy đủ. Rồi, dọn vô. 10 cái bét hàng, 3 cái chụp khí luôn. Một con, 1.600.000, đem bưng qua để đó, hồi bỏ vô kho cho lẹ. Tiếp tục, tới con này thứ hai là con gì đây? Ây da, tranh thủ coi, để mất thời gian quá. Không cần đâu, cứ để cố định đây đi, anh bỏ lên bàn là thấy làm sao đâu, không cần quơ theo đâu. Rồi, đây là một con R 04 phiên bản Thái Lan. Bây giờ cái cọc Thái Lan làm biến đi lấy quá, giờ mở nguồn lên đi. Mở nguồn lên. Rồi, máy vẫn đang chạy, lấy cái đồng hồ đo, đồng hồ em dẹp rồi hả? Thôi, bây giờ cái cọc Thái Lan làm biến đi lấy quá, trời sập tối rồi. Con này bán giá 1.600.000 luôn nha quý khách. Nên là 1.600.000 luôn, 12 MOSFET, 12 diode, 3 bo, máy cực kỳ chất lượng mà. Đây là mình giải quyết cái nỗi buồn luôn của năm ngoái luôn nha. Rồi xong. 1.600.000. Ạc 200 MOSFET. 1.600.000. 12 MOSFET, 12 diode. Bỏ xuống luôn. Tiếp theo. Tiếp theo là con gì đây? Này ở Hải Dương à. À này đâu không thấy nè. Nguyên một năm 21 giờ còn có nhiêu? Ba con này là mình tạm gọi là bơm hàng đi quý khách, tạm gọi là bơm hàng đi. Tạm gọi là bơm hàng đi. Đây. Ồ, con này quá dữ rồi. Con này là con Ạc 250 da xích chữ Tàu. Lúc trước bán giá 2.600.000. Cắm điện vô test luôn. Bích xeo luôn bữa nay. Đây, trong thùng nó còn đầy đủ nè, chiếu vô cho quý khách coi đi. Có 5 cây đũa đưa cho quý khách kiểm tra hàng test nè, nó 3 mét kèm hàng, 3 mét kẹp mát, 100% bằng dây đồng nè, gắn vô test thử cái rồi xeo luôn. Cọc lớn, 3 bo, lúc trước bán xeo, đã xeo rồi là 2.600.000 đúng không ta? Phải không ta? Hả? Đúng rồi, 2.600.000. Lúc trước anh bán, giờ bây giờ hàng này là tạm gọi là hàng bơm hàng đi, thì anh bán giá 1.600.000 luôn. 1.600.000 luôn quý khách, 250.600.000 máy 3 bo Ạc 250 da xích chữ Tàu nè. Đây là những ngày mà trong cơn đại dịch mình làm đó quý khách nhớ không? Mình giới thiệu về dòng máy này nè, bán cũng nhiều lắm. Mà sao mà còn sót lại một con này là mình bán 1.600.000 luôn. Bây giờ hầu như là nè, vậy cho nó dễ nhớ đi. Nỗi buồn rồi cứ cho ra đi đi. Quý khách nào mà mua ở đâu ra được con này 3 mét dây đồng. Đây. Kìm hàng là kìm hàng 100% bằng thao luôn. Ha, rồi kẹp mát 3 mét luôn, rồi mình test thử con máy này coi nó sống chết. Rồi ok, mạnh như con trâu luôn. Bắt mát quá dễ dàng. Rồi đó, mình không lúc này không có đeo kiếng, tại mình bán hàng sale mình không có đeo kiếng đâu hết. Mình đang nhìn về camera rồi xong. Đóng gói luôn đi em, con này 1.600.000 luôn nha quý khách, sale luôn. Đây, coi lại phụ kiện, nói cái là để mất công quý khách quên nè.
ba bốn cây đũa hàng vậy mình cũng bỏ lại trong này nè, còn cây nữa nè, ba bốn cây đũa hàng rồi, kèm hàng 3 mét, kẹp mát 3 mét, kèm hàng bằng đồng, kẹp mát bằng đồng 3 mét, cáp magic nè quý khách nhìn rõ Hàn Quốc 100% rồi, cho con này xuống mà manh luôn 1,6 triệu luôn, cho lên đường luôn, đóng gọn ghẻ lại rồi xong hết nỗi buồn rồi đó. Đây còn có ông nội rửa xe này nữa nè, đâu không biết còn cái con máy này đâu, lạc lòi đâu, có chỉnh áp luôn, mở lên coi nó chạy không, không biết con này ở đâu luôn nè, mở lên chạy ngon lành nè, có chỉnh áp nha quý khách, có chỉnh áp nha. Rồi bây giờ trong thời gian để quý khách nắm được cái con máy rửa xe này là xịt rửa như thế nào thì mình nhờ đứa em nó tự qua bên kia nó đấu, rồi mình chút xíu mình quay lại sau. Con này nếu mà hồi nó xịt nước được ầm ầm luôn, bán giá luôn, giá 1 triệu đồng sale ạp, bao gồm 8 mét dây và súng đầy đủ đàng hoàng, nói chung là súng ống đầy đủ 8 mét, bán giá 1 triệu luôn, nặng như trâu dây đồng nè. Em qua em biết đấu không, lấy nước em đấu đi, nhớ khóa nước. Rồi tiếp theo con đó 1 triệu luôn nha, dây đồng. Tiếp tục có mớ máy mài này, máy khoan này nè, em không cần quay theo anh đâu, để anh tự đi lấy không sao đâu, em cứ quay cố định đây đi, đi tới đi luôn chi cho mệt, đâu có quay clip review đâu mà phải đi chi mệt, để cứ quay thẳng vô mặt mà đây đi, trời tối quá rồi. Đây bây giờ còn một cái này không biết bao nhiêu mà để mở ra coi hồi xưa nhập giá nhiều, còn mấy cây nè, hai đây nè, cái riêng cái này em chiếu qua đây giùm anh được đi, anh còn nhiêu anh cho khách coi luôn đó đã. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cây. Mở ra coi hồi xưa nhập mua của người ta giá nhiêu nè, gao chen nha quý khách. 13 ly. Đây mở nè. Giá nè, mua gao chen. Bản giá gao chen là con này nè. Đây nè quý khách nhìn nè. Nhập vô nhiêu nè. Gao chen khoan nè. Tốc độ 750, động cơ 750W. Tốc độ vòng quay 2.800 vòng phút, GC 13 RE giá 450, bây giờ sale giá 400.000, tức là lỗ 50.000, tức là mình sẽ sale theo kiểu Mỹ nha quý khách, không có sale theo kiểu mấy người Việt Nam là mình cộng giá vô mình giảm xuống, không có, sale là đúng nghĩa sale, tức là những cái gì mình cảm thấy còn trong năm ngoái buồn phiền, tồn động mình cho ra đi, buông bỏ nó, chứ mình cứ dương vấn hoài mình tự đem đau khổ cho chính mình thôi. Cho nên là nguyên tắc của mình là sẽ như vậy. Thì bây giờ nhập vô 450 bán 400.000. 400.000 một cây khoan 13 ly này. 100% dây đồng luôn. Còn có 7 cây à. 400.000 13 ly. Này có điều tóc luôn ta. Có điều tóc luôn quý khách. Không biết có nói lộn giá không ta. Ghê trời. Chết mẹ có lộn, có điều tóc luôn sao rẻ vậy? Gì? Có điều tóc ấy. Nó chạm cái bàn hàng này không được, để lấy cái này. Cái cây này sao rồi trời? Để lấy cây này ra. Cây này không biết bữa hổm có đứa nào lấy khoan bậy gì của anh không. Đây lấy ra nguyên đai nguyên kiện nha, đổ ra nè. Có điều tóc luôn nha quý khách. Cái cây đó chắc đứa nào là đổi cho khách đợt trước rồi. Đây, đúng rồi, cây đó chắc đổi cho khách rồi. Chắc đổi cho khách rồi. Bị lỗi. Đây, có điều tóc nha quý khách. Nè, chỉnh tốc độ được nè. Giảm lại. Giảm lại nè. Giảm tốc độ nè quý khách. Nó chạy chậm rì nè. Điều tóc mà nè, tăng lên. Tăng lên. Rồi 400.000 có điều tóc, quá bèo, quá siêu bèo. Còn 7 cây, 6 cây à, cây này bị lỗi rồi. Cây này bị lỗi rồi quý khách. Còn có 6 cây thôi, cây này lỗi, không tính, không bán, không sell. Dẹp. Rồi, dọn xuống cho mạnh luôn đi đâu. Rồi, nó có cần có đồ đầy đủ hết nha quý khách. Cần cầm luôn nè, gao chen đầy đủ. Nè, bỏ xuống. Xong, dọn luôn cho mạnh. 400.000 có điều tóc, quá bèo. Xong. Còn cái thứ của nó nè, gom dọn hết vô trong luôn. Rồi tiếp theo, tới cái máy mít này. Con máy mít này là bỏ lên bàn. Em không cần ấy đâu, để anh tự bưng lên cho quý khách coi. Có ông khách
vừa rồi á, ổng mua một con máy tích vì ổng hết công việc để làm qua đồ mít rồi, cho nên là ảnh đưa lại cho mình con này trị giá là 3,5 triệu để anh lấy một con máy tích lạnh 10,5 triệu nha quý khách hàng nha, một con tích lạnh 315. Thì cho nên là bây giờ mình thu về của anh đó, tức là ảnh đổi một con máy hàng này, máy này đang chạy, hoàn toàn đang chạy, là ảnh lấy con máy tích lạnh và ảnh đưa con này, cho nên ảnh không còn làm đồ dính tới sắt nữa, ảnh chuyển qua 100% đồ inox. Cho nên là khách này cũng rất là quen, cho nên ảnh trị giá con máy này cho mình là 3,5 triệu. Nhưng mà thôi bây giờ mình sell, đã gọi là sell rồi, cho nên mình chấp nhận lỗ luôn 500 ngàn. Một con máy này là con máy công nghiệp. Đây, nó có bao gồm nè. Mình bán cái con này 3 triệu cho quý khách hàng. Có một cái súng Panasonic nha. Mình vẫn có trách nhiệm bảo hành đàng hoàng. Cái cọng kẹp mát này nó cũ rồi, bỏ đi. Mình sẽ gửi quý khách cọng mới. Bỏ đi. Rồi, dây nguồn ống khí. Rồi nè, cái đây nè, quý khách qua coi nè, motor đồ đẹp lắm. Bây giờ mình gắm điện mình thử cái. Hình như ổng mua này về ổng xài đúng một cuộn dây thôi. Quay kỹ kỹ vô. Cái này nó còn mới tinh nè. Thấy vậy chứ nó còn mới tinh, mình chưa rảnh để mình chùi đó nha quý khách. Để mình lấy cái khăn mình lau sơ cho quý khách coi nè. Lau sơ thôi, để không phải nó cũ đâu. Ông này cũng thân quen nè, mình lau nè. Tức là mình thâu 3,5 triệu cho ảnh để anh lấy một con máy tích lạnh 315GD. Thì cho nên bây giờ mình bán sale luôn, lỗ cái này luôn, mình bán 3 triệu thôi. Nó còn mới tinh nè. Nè. Còn mới dữ lắm, tại Tết giờ không có rảnh để chùi rửa thôi. 3,5 triệu là quý khách mua không bao giờ bị lỗ lãi gì đâu nè. Chiếu qua đây nè, cái màn hình nó còn chưa ấy nữa nè. Ổng xài hầu như là ít xịt rồi. Đẹp lắm. Rồi bây giờ mình cắm điện, mình test chức năng hàng que thôi, là quý khách biết nó sống chết liền nha. Máy nè bài bản lắm nha. Mua lại của anh khách đó ở dưới Bình Chánh á, thâu lại 3 triệu. Mở lên. Đó, bây giờ gắm đủ hàng que vô, mình test que, test mic bằng cái này luôn. Rồi. Máy có chức năng 2T, 4T. À, chọn được dây là 0.6, 0.8 1 ly, có chế độ hàng mic, có chế độ hàng que, có chế độ cho dây qua ra tự động nè, in chinh nè. Nè quý khách nhìn nè, quay nè, mình bật qua quay là tự nó chạy nè quý khách thấy không? Nhìn cái motor thấy không em? Đó, mình tăng cho dây nó chạy ra đó quý khách. Đó, nó chạy à mầm đó. Rồi, đó là chức năng cho dây ra. Tắt nó đi. Nè, ở dưới này là check khí, ở giữa là hàng. Rồi, xong. Bây giờ mình sẽ gắn bật lên chức năng hàng que. Rồi. Mình gắn kiềm hàng vô. Kiềm hàng là mình sẽ gắn vô dấu cộng nè. Cọc lớn nha. Rồi kẹp máy mình gắn dấu trừ. Rồi mình mượn cái súng mình gắn qua lên chỗ súng mình bóp cò luôn để mình check cho quý khách coi nó máy mít nó còn sống nhăn răng luôn á. Ngon lắm con này. Ai mua là quá tiện luôn. 3 triệu đồng thôi. Nặng như trâu. Rồi. Ê cái này cái khóa của cái máy khoan nè. Máy cắt giùm anh. Rồi mình hàng que trước nha quý khách. Bật qua que chưa? Chỉnh dòng hàng que chưa? Dòng hàng que. Dòng hàng que. Que nè. 2T4T rồi, hàng. Kẹp mát chưa kẹp sao hàng, đúng không? Bậy bạ thiệt. Kẹp mát nó kẹp cũng kẹp sao hàng. Mạnh như con trâu nha quý khách hàng nha. Đó quý khách nhìn nè. Rồi mình không có thời gian lắp cuộn dây cho nên mình sẽ hàng mít kiểu này nè. Mình thử mít, chức năng mít cho quý khách coi nha. Bây giờ mình gắn kiềm đổ hàng vô. Nhưng mà mình không thử ở chức năng hàng que nữa mà mình bật qua mít. Rồi đứa em nó sẽ qua đây cho quý khách coi mình kích cò để motor nó quay. Nhưng mà thay vì nó cắp dây ra đúng không, thì giờ nó sẽ mình bóp cò hàng mít cho quý khách thấy motor nó quay không? Quý khách thấy chưa em? Rồi, mình sẽ gắn kiềm hàng que vô nè quý khách nhìn nè. Mình bóp cò mít nhưng mà mình hàng que. Để quý khách biết chức năng mít đó, mình đang bóp cò nè. Cứ mình bóp cò là nó chạy, đó. Đó. Quý khách thấy không? Motor quay và đổ hàng chạy nè, đó. Đó. Nè. Mình bóp cò nè.
bóp con nè. Nói với khách thấy không đó, mình không, mình hàng sale cho nên mình không có gắn dây vô thôi. Đó. Đó, mình cứ bóp cò nó mạnh như trâu rồi đó, quý khách thấy không, con máy nó mạnh như trâu rồi đó. Nè, quý khách coi hàng nó lủng bên này rồi nè. Nó lủng tày lầy bên này rồi. Rồi 3 triệu nha quý khách hàng nha. Phụ kiện bao gồm kìm hàng, kẹp mát, súng hàng. Thâu về 3 triệu rưỡi nhưng sẽ bán ra 3 triệu thôi. Con máy đang hoạt động cực kỳ tốt. Rồi cho xuống luôn cho mạnh luôn. Rồi. Dọn vô luôn, hai đứa dọn phụ anh luôn cho nó xong luôn. Cảm ơn rất nhiều. Nặng lắm nha. Rồi dạt dạt qua kia xa xa ra, xa xa ra. Rồi. Sao à? Rồi quay lại coi cái máy rửa xe cái nó đang hoạt động tốt nha quý khách. Giá 1 triệu sale luôn nè. Sau khi mình cấp nước rồi nè nha. Nè, cấp nước vô rồi nè, áp đồ chỉnh ngon lành hết nha. Con này 1 triệu, súng ống đầy đủ. Rồi xịt xịt nó cái cho sale là đồ phải đang chạy, mở nó mở nước chưa? À có rồi, có chưa? Rồi nè. Rồi con này bán thì có bị lỗ không ta? Đâu đã bán 1 triệu trời. Rồi. Áp chưa chỉnh lên luôn á. Rồi thôi được rồi, dẹp vô luôn đi em. Đó con đó 1 triệu luôn, con máy rửa xe đang chạy bình thường nha quý khách hàng nha. Tiếp theo. Đó, có bị ấy không ta? Đòn em dẹp cái máy gạo chèn vô bớt luôn đi để đi về. Con này chắc làm biến quá thử coi. Con này cũng vậy nha quý khách. Máy nặng máy bự nè. Cũng của một anh khách. Cũng chuyển nghề. Tức là không làm mít nữa. Chuyển qua là xài bên ngành inox không. Cho nên cũng đưa lại cho mình giá là 3 triệu rưỡi để lấy một con máy tích lạnh luôn. Cho nên cũng giống con kia thôi mà bây giờ video nãy giờ bao nhiêu phút rồi? Mấy? Ừ, cũng sao, 27 thì cũng tốt. Nếu vậy 27 thì anh làm. Anh sợ dài quá thì anh không thử. Rồi mình con này mình cũng bán y chang con kia này. Con này là con loại lớn nè, quý khách nhìn bên hông đó nè. Rồi. Con này cũng loại lớn nha. Tất cả những cái máy sale này mình không thể chịu nổi tiền ship nữa là mình lỗ sặc máu họng luôn nha quý khách hàng nha. Mong quý khách thông cảm. Quý khách nào mà ở Sài Gòn thì chạy tới đây lấy cho nó tiện. Còn quý khách nào ở tỉnh thì chịu khó gửi phụ mình cái tiền ship nha. Chứ máy này nó nặng mà mình sale kiểu này là lỗ à. À, con máy này cũng có chức năng hàng que, chức năng hàng mít. Cũng y gần na ná giống con hồi nãy. Nó nặng như con trâu vậy đó. Nặng. Rồi bây giờ cắm vô thử sơ cho quý khách cái. Thôi kệ, nói quý khách thông cảm, chờ chút chứ bây giờ mình chương trình máy hàng không đồng mà phải cho mình kiếm chút chi phí chứ em. Đúng không quý khách? Ây da, ghê. Máy mở sẵn luôn không? Quá dữ rồi. Rồi cũng test kiểu đó đi cho nó dễ. Kìm hàng, kẹp mát. Gần 7 giờ rồi không? Thì sao đi trên kia được đây? Gắn kìm hàng vô, gắn kẹp mát vô. Cho anh mượn cái súng cái đâu này. Rồi kẹp mát vô, rút kinh nghiệm mà nãy quên. Đây anh, rồi. Mượn cái súng này để mình thử chế độ mít nha quét. Giờ trước mắt chưa đụng tới nó. Để đây đi. Bật qua que, bật lên que nè. Mình chỉnh dòng que là chỉnh đây nha quý khách nè. Nè, đây là dòng que nè. Đó, dòng que mình chỉnh chỗ này nè. Đó, bây giờ mình test que cái. Dòng que nè. Bao luôn. Quá mạnh. Quá bèo con máy này. Này là đúng là quý khách mình sale kiểu Mỹ nha. Rồi bây giờ mình bật qua chế độ mít. Bật xuống mít và mình sẽ kích cò để quý khách thấy là mình đang thay vì mình lắp cuộn dây đúng không? Bây giờ mình xài, mình kích mít nè. Mình kích mít và mình hàng que nè. Đây mình bóp cò nè. Nói quý khách không? Mình bóp cò motor quay là máy chạy nè. Là nó ra lửa nè. Nói quý khách thấy motor nó quay không? Đó. Nói quý khách thấy không? Thấy không em? Khách hình dung ra được đúng không? Hình dung được cái gì đó. Mình thử kiểu mít là thử vậy được rồi nha quý khách đó. Bóp cò mít là thử que lên luôn. Rồi. Máy hoạt động tốt, giá 3 triệu luôn. Phụ kiện cũng bao gồm súng, kìm hàng, kẹp mát đầy đủ. 3 triệu cho xuống luôn. Kết thúc dự án này luôn. Xong.
quá bèo rồi, cho những gì đau khổ nhất phải ra đi thôi, không thể để lại nữa. Rồi rồi rồi, bưng xuống đi rồi hả mở, để cái súng đó lại cho anh. Rồi còn một cái siêu phẩm cuối cùng này, có một ông khách tới đây với vẻ mặt rất là đau khổ. Anh nói anh mua máy này 7.3 triệu nhưng mà anh xài không có được. Đây, đây là một siêu phẩm mua 7.3 triệu, mua trên thị trường 7.3 triệu, có đóng dấu nè. Có một anh khách, gương mặt của ảnh tới đây ảnh rất là đau khổ. Đây là con máy ảnh mua trên thị trường giá 7.3 triệu và ảnh đã lấy con 250E rồi. Tóm lại con 250E đây, đây là con này là con mà coi như lừng lẫy, người ta quảng cáo dữ lắm nè. Cũng có là NB200E, giá thị trường quý khách có thể coi nha. NB200E có đóng dấu nè, thấy được không? Rồi để quay ngược lại đây, thấy chưa, có đóng dấu rồi, coi con motor nó luôn. Còn mới cáo à, ổng xài chưa hết cuộn dây nữa quý khách, xài chưa hết cuộn dây nè, em quay cái cảnh này nè, nó mới tinh nè, đồ ốc ác nó còn mới tinh luôn, chưa hết cuộn dây luôn đó, xài chưa hết một cuộn dây 5kg luôn, tem bảo hành điện tử còn nguyên luôn. Nhưng mà ảnh buồn quá, ảnh cạo ra luôn rồi. Rồi ảnh hàng không được, bởi vì nó chỉnh rất là phức tạp, chỉnh mấy núm liên tục luôn, nó bị dạ đèn tối quá ta, thấy không? Thấy được chưa? Ảnh lại ảnh than, ảnh nói là bây giờ chỉnh nè, tốc độ dây ra nè, rồi chỉnh điện áp rời rạc dày nè, rồi bên này chỉnh hàng que nữa, khó quá, ảnh làm không được. Cho nên ảnh đã lấy con 250E của mình rồi đó, là ảnh đưa lại đây cho mình với giá là ảnh mua 7.3 triệu, chưa xài chưa hết cuộn dây nè quý khách, nhìn nè, cái đầu của motor nè, cái đầu để kết nối cái súng vô nè, rồi cái chỗ motor nè, nó còn mới tinh nè. Thì mình đưa cái máy đó đây, đây đồ nè, cái này nó còn mới tinh luôn, tất cả luôn nè, chiếu motor cho ảnh coi, đồ ảnh chưa xài được nửa cuộn, 1/3 cuộn dây nữa, 7.3 triệu đó. Cho nên bây giờ ảnh lại ảnh năn nỉ mình, ảnh năn nỉ mình. Rồi trong này nó có nút chức năng bên bếp nữa, là tổng cộng có 4 cái núm mà rất khó hàng. Rồi cho nên là ảnh năn nỉ và ảnh bây giờ rớt ghê ta, hết hồn rồi. Thôi con này ảnh để lại cho mình là 4.5 triệu để đổi với cái con máy mic thông minh của mình đó, thì mình cũng để cho quý khách giá 4.5 triệu luôn. Có một cái súng nè, súng của theo máy nó luôn, rồi kìm hàng kẹp mát đầy đủ trong này nè. Bây giờ cũng hết giờ, chắc không mở ra kịp đâu, không mở ra kịp đâu nha quý khách hàng nha. Rồi không mở ra kịp, cho nên là mình sale giá cái con này là 4.000.000, tức là cũng lỗ 500.000 luôn. Thôi phải cắm thử luôn cái đi hả, thử với lỡ rồi chứ đây mất khanh nó khách không chạy. Anh hỏi em gì để chút em tra... anh hỏi em gì? Dạ dạ rồi, nó máy mở nguồn lên rồi nha quý khách, giờ mình hàng tốc hành luôn đi cho nó lẹ đi. Đây kìm hàng kẹp mát, kìm hàng là dây nhỏ với gắn dấu cộng nè, kẹp mát là cái dây mập gắn lên trên nè. Rồi khui cho máy này ra luôn Trung ơi, để mất thời gian quá. Rồi gắn cái kẹp mát vô, bật qua chế độ hàng que cái nha quý khách, bật qua hàng que, chỉnh núm hàng que đây. Rồi quất ok luôn nè. Rồi xong rồi, con này là anh đó ảnh mua của người ta 7.3 triệu, ảnh lợi ảnh đưa con này cho mình, ảnh chưa xài hết một cuộn dây. Thì con máy này quý khách mua sẽ có được một cuộn dây 5kg rỗng đó nha. Mình không có nói ăn gian nha, nội cuộn dây 5kg của ảnh là còn hầu như là 4kg. Cuộn dây của ảnh để lại đây là còn như là 4kg. 4kg là giá bây giờ cũng đã là 400.000 rồi. Thì rồi một cây súng nè, đây có cây súng của nó nữa nè. Cái cọng kẹp mát của nó đem đây giùm anh luôn á. Đây, bây giờ mình cũng sẽ bán là quý khách nhớ nha.
mình lỗ 500 ngàn là mình bán 4 triệu, sẽ có cộng kẹp mát theo cái máy này và cái súng theo cái máy này luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bật qua chế độ hàng mít, mình kích cò mình hàng giống nãy luôn. Đây mình mượn cái súng mít nè, mình gắn vô đây y như nãy luôn. Rồi giống y như nãy luôn nha quý khách hàng nha. Sao kỳ vậy, khớp nó đâu rồi? Tại tối quá, điện thoại reo quá. Rồi vô rồi, xong. Mượn cái cò mít nè, mình bật qua chế độ mít, mình test thử cho quý khách coi luôn nha. Rồi chỉnh lên hết nè. Rồi mình bóp cò cho motor quay nè, quý khách thấy motor nó quay chưa? Rồi chỉnh qua mít nè, đó. Nè à, cứ mỗi lần mình bóp cò là hàng que luôn nè, đó, nè. Rồi, máy đang hoạt động tốt luôn, cho xuống luôn giùm anh luôn đi. Rồi, con này mình mua đổi băng ngang với con mít 250E của mình á, 4 triệu rưỡi, nhưng mà bây giờ lỗ luôn, 500 ngàn mình cho nó ra đi luôn. Mặc dù nó có đóng dấu, đóng hiệu mà rất là khó chỉnh. Mà quý khách nào biết chỉnh rồi thì cứ lấy về xài thôi nha quý khách, không sao hết. Không có nghĩa là không xài được mà tại vì nó hơi khó chỉnh thôi. Rồi xong, dọn xuống giùm anh luôn đi, lẹ lẹ đi. Rồi. Rồi sau đây mình sẽ công bố luôn cái chương trình đợt trước là mình sẽ có một cái giải nhất là một con LCD. Một con máy hàng Boss là giải nhì và một cái máy khoan. Một cái máy khoan là giải 3. Và bốn cái giải này nó còn tồn động của cái kỳ 1 năm 2022. Nhưng mà có một anh đã trúng được con máy LCD thì bây giờ mình sẽ công bố luôn. Đây, xin chúc mừng anh. Đây. Theo kết quả xổ số của thành phố Hồ Chí Minh ngày mấy đây? Đây. Hồi đó mình kêu là thông báo theo kết quả thành phố Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 1 thì trong cái giải đặc biệt là nó đã sổ ra số hàng đơn vị là số 0 và hàng chục là 90. Đó, quý khách nhìn rõ nha. Ngày 22 tháng 1, giải đặc biệt là 014290. Đúng không? Rồi xong, thì anh này ảnh đã trúng đây. Xin chúc mừng anh. Đây. Xin chúc mừng anh Ngọc Thanh Ngô. Đó, mình đã chụp lại cái màn hình của anh là 7 ngày sau nè. 7 ngày sau khi mà thành phố nó ra số á, là anh đã trúng được con máy LCD. Xin chúc mừng anh nha, anh Ngọc Thanh Ngô. Rồi, như vậy thì cái giải của chúng ta sẽ còn lại là trong đợt bữa nay mình mở này nha. Bắt đầu từ khi mà mình post video này lên, quý khách sẽ chọn theo giải đặc biệt của xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh. Điều kiện tham gia là sẽ đăng ký kênh, hoặc là đã từng, nếu mà chưa mua hàng thì phải đăng ký kênh. Và số điện thoại quý khách viết bằng chữ và chọn được một cặp số dự đoán ở giải đặc biệt của xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh vào thứ bảy tuần sau là ngày mấy? Ngày 19 tháng 2 năm 2022. Thì giải nhất này là anh Ngọc Thanh Ngô đã trúng rồi nha. Thì như vậy chúng ta sẽ còn lại nè. Trong kỳ 2 này chúng ta sẽ có một con LCD giống vậy nữa. Con Boss này nữa là 2. Hai con máy hàng Boss này. Và bây giờ mình phải thêm một giải 3 nữa. Thêm một cái này nữa. Tại mình cộng dồn lại mà. Mình cộng dồn lại. Thì kỳ 2 này chúng ta sẽ có là một con LCD. Hai cái giải nhì này. Hai cái giải 3 này. Và bốn cái giải, một cái nón hàng nửa đầu và cái túi máy hàng em Quyền. Tổng cộng chúng ta trong kỳ 2 này, đêm nay sau khi quý khách nhìn thấy mình post video lên, điều kiện để tham gia là gì? Quý khách đã từng mua hàng, quý khách chưa đăng ký kênh, chưa mua hàng thì phải đăng ký kênh. Rồi bây giờ mình sẽ có một giải nhất là con LCD. Hai con máy Boss. Ha.
Rồi thêm hai con máy máy khoan này. Hai con máy khoan này. Này quý khách, đó. Hai con máy khoan đa năng này. Khui ngược coi. Nó điện thoại reo quá. Hai con máy khoan. Hai con máy khoan này nha quý khách. Khui bị ngược rồi, để lật lại. Khui ra. Đó. Hai con máy khoan này đa năng. Rồi, nha quý khách hàng nha. Rồi, quý khách nhớ tham gia bình chọn nhiều nhiều vô nha. Điện thoại bận quá rồi. Một lần nữa cảm ơn quý khách đã theo dõi hết video. Xin hẹn quý khách gặp lại vào lần sau nha. Xin thân ái chào tạm biệt.